trống seri này thì trái một chùm 3 cho tới 15 trái là chuyện bình thường. Hoàng Long là một đơn vị trực tiếp sản xuất cây giống này luôn chứ không qua trung gian nha mọi người. Vì vậy về chất lượng giống mọi người an tâm, không cần phải lo ngại gì hết. Xin chào mọi người, mình đang tại farm của Hoàng Long Garden. Trước mắt mọi người đây là cây seri Thái Ngọt. Farm Hoàng Long đã trồng khoảng 2 năm rồi. Đây là một trong những cây đầu dòng sản xuất giống của Hoàng Long nha mọi người. Thì qua đây mình sẽ quay cái mẫu cây và cái trái trên cây để cho mọi người có thể thấy luôn. Cái trái seri Thái Ngọt này, cái màu khi mà mới vừa ra của nó hơi trắng trắng như thế này nha mọi người. Nó không phải là xanh lá cây. Còn đây là cái trái, mẫu trái nó khi chín. Về cái màu sắc khi chín của nó sẽ có màu đỏ đậm hơn so với seri Thái Việt Nam. Và cái khía của nó không rõ ràng như seri Thái Việt Nam nha mọi người. Đây, về năng lực đậu trái của nó đó, khả năng đậu trái của nó thì mọi người có thể thấy đây, giống seri này nó ra trái rất là nhiều, liên tục quanh năm. Đây, trái. Vị trái của nó thì nó ngọt thanh. Thì nếu mà dạng như vào mùa mưa hoặc là nước nhiều, trái dư nước thì cái độ ngọt nó sẽ giảm hẳn. Cái này là đặc điểm chung của tất cả các dòng cây ăn trái luôn. Nếu mà vào mùa mưa thì cái độ ngọt nó giảm nha mọi người, chứ không riêng gì cái seri cả. Giống seri này thì trái một chùm 3 cho tới 15 trái là chuyện bình thường. Nó tùy theo năng lực đậu trái của cây thôi. Thì đây là cái mẫu cây chiết. Đây mọi người có thể thấy nhé, Hoàng Long chiết trực tiếp bên cây mẹ nha. Hoàng Long là một đơn vị trực tiếp sản xuất cây giống này luôn chứ không qua trung gian nha mọi người. Vì vậy về chất lượng giống mọi người an tâm, không cần phải lo ngại gì hết. Thêm một điều nữa thì mọi người có thể thấy là cây 2 năm mà cái chiều cao của nó chỉ khoảng là 1m4 cho tới 1m5 thôi. Cây xòe tàn thấp nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy nè, nó khác hẳn seri ta của Việt Nam là 2 năm thì cây có khả năng cao quá đầu, lên tới 2m cho tới 3m là bình thường. Nhưng mà riêng dòng seri Thái nó chỉ mọc khoảng là 1m5 cho tới 1m7 là bắt đầu nhánh nó xe xè ra như mọi người thấy đây nè. Đây, đây là một trong những cái nhánh đang chiết của Hoàng Long Garden đây. Trái cũng rất là nhiều nha. Mặc dù đang chiết nhưng mà cây không hề có hiện tượng mất sức. Giống seri này á thì năng suất nó cao không thua gì seri ta của Việt Nam cả. Và đặc biệt cái là nó mọc lùn, rất là dễ khai thác. Giống seri này trồng chậu rất là dễ có trái nha mọi người. Seri ta thì tỷ lệ đậu trái thấp, muốn nó đậu ra trái thì phải xử lý rụng lá, chứ còn seri Thái này không cần làm điều đó. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.